Ôi, giờ này vẫn chưa gửi tiền lên là thế nào? Nói mua tạm này. À, về lấy của tôi trong nước này. Khổ tí. Này, nước của mày đây. Mày uống cái gì đấy? Uống tí xe cho chống đói mà. Chống đói mà uống xe? Nhưng mà cũng hiệu quả phết đấy. Quên luôn cơn đau, đâm ra đỡ đẻ. Giờ hơi. Này, hôm nay bác Văn của tôi nhìn diện đang có ý định đổi máy. Ô mày quá. Cái gì? Mày á? Sao? Tôi cũng đang cần mua máy. Ông bà già vừa gửi nhiều tiền. Đấy. Thì thằng Hùng hàng xóm thì nó cũng đang định bảo tôi là đổ giá rồi. Nó bảo 7 triệu. Chú anh em, 1 triệu. Triệu à? Vớ vả vẩn. Ông cứ làm như con iPad One của tôi nó hàng second hand. Thế sao? Đưa tiền đấy. Đưa tiền đấy. 1 triệu nhá. Phút 1 không bán cho bây giờ. Luôn. Đấy, phấn khởi quá. Đang cần tiền học thì tôi bán cho ông đấy nhá. Không đòi lại nhá. Rồi. Ôi ơi, làm bữa cơm kìa. Ôi, Đức à, chờ tôi tí. Đi đâu đây? Hôm nay ông cứ mái con nhà bà Thoải đi. Cảm ơn ông. Đấy, cái trận bóng hay quá. Này, tí nữa là có cái trận Chelsea với Man City đấy. Ông thích thằng nào? Man City. Thần tượng của tôi. Mà tỷ số hôm nay dự đoán 5-1 luôn. 5-1? Tức là bằng xét tennis à? Đấy, hay ở cái điểm đấy. Này, đang trong cái đà phấn khởi như này, anh em mình làm tí độ đi. Không có tiền, không có 1 triệu đó học phí đâu. Mỗi triệu rồi à? Không sao. Này, ngày xưa cái thời mà tôi mới khởi nghiệp nhá, trong túi tôi chỉ có 300.000. Có 300.000? Thế mà, đấy, bây ông nhìn tôi này. SH điện thoại iPhone 4. Ôi đấy, thì cả xóm trọ bao nhiêu em xinh đẹp là theo ông hết rồi thì nữa. Anh em mình cứ chơi một phát Man City đi. Tôi sẽ đặt cửa cho ông. Tôi có 1 triệu. 1 triệu ông này, 1 triệu của ông nhá. Ông những sau cái trận bóng đá này ông có thể đóng được học phí mà ông còn có thể thay cái em Way Alpha bằng em Liberty đấy. Ui Liberty phun xanh điện tử. Đấy đến đâu lắm rồi đấy. Quyết sống là phải có niềm tin được không? Đổ luôn cho tôi gánh. Đợi tôi tí. Bây giờ anh em mình đang trên cái đà chiến thắng nó huy hoàng như thế này nhé. Mình sẽ chơi gấp thép. Gấp thép là nào? Bây giờ mình đánh 5 triệu, ăn 10 triệu. 5 triệu ăn 10 triệu. Ông báo cho tôi. Thế để tôi gọi báo nhá. Báo. Ok. Chị ạ. Dạ. Chị ơi, quả này chị cho em 5 chai. Làm thế bây giờ. Đức ơi, ông sống không phải có tình người. Đã thế à? Chân cô. Trận này là chẳng may anh em mình bị sẩy chân không ạ? Mà tại cái thằng Balotelli mất luôn cả tiền đồng phí rồi làm nào. Không sao mà. Bây giờ mình phải gỡ. Thua keo này ta bày keo khác. Nhưng mà hết tiền rồi, có mỗi 1 triệu đánh thua rồi gì nữa. Ông có cái gì cầm cố không? Ngồi cái laptop rồi. Mà thôi cũng được. Thế rồi thì chấp nhận nhá. Uống. Này, quyết thắng. Xem phân lý. Cái gì đấy? Không bán được. Bán cái gì? Không bán gì cả. Ông ơi, tôi đang cần cái máy này để làm đồ án cái mà bây giờ không có. Ông cho tôi mượn tí nhá. Mượn cái máy này á? Để làm gì? Làm đồ án. Mai nộp cho thầy rồi. Mượn mấy ngày? Tí nó giả luôn mà. Nhá. Đây. Ông nhớ là cái máy này sang tên đồ chủ tôi đấy nhá. Ơi, cảm ơn ông. Tí nhá. Rồi. Này ông, đi đâu đấy? Ra ngoài một tí mà. Thế con máy của tôi đâu? Bỏ mượn một lát sao lâu thế? Để nhà thằng bạn nâng cấp thành iOS 6 rồi nên thành iPad 5. Nâng cấp nhanh lên, mang cho tôi. Ông già đưa tiền cho trả thế máy đâu hỏi nhiều sốt ruột lắm. Tôi biết rồi, thông cảm nhé. Làm đi à? Quần áo ra bắt hộ tôi kìa. Ông đi đâu mà vội thế? Ông chỗ xóm trọ có gì ông giữ thể diện thôi, cái ông nói bé. Ông làm gì có thể diện mà giữ hả? Thế nhưng mà tôi bảo này, tức là hôm trước ông vay tôi 10 triệu. Ừ. Mà cái con iPad ông đưa cho tôi, con iPad từ đời nhà Tần này chỉ được 1 triệu thôi. Thế vị chi là ông còn thiếu tôi 9 triệu. Thế bây giờ ông xem thế nào? Không có gì đâu mà, anh em hỏi han sức khỏe nhau mà. Cái gì? Cái máy này của tôi. Ơi lên. Mày thằng nào đấy? Bỏ tay ra. Ông bảo tao phát rồi. Tao nào đấy? Bạn. À. Thế máy này của ai? Thế máy này của ai? Máy của anh gì đấy. Ở đấy, máy của tao. Như thế là thế nào? Làm sao? Có trả tiền không? Ôi trời ơi, cá độ, ôi trời ơi, bong banh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bóng đá là môn thể thao vua thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Những người yêu môn túc cầu có hàng ngàn cách để thể hiện tình yêu bóng đá, song một số lại lợi dụng mùa bóng đá để tham gia trò chơi cờ bạc bằng cách cá độ. Trong đó có cả các bạn sinh viên vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Đem tiền nướng vào từng vòng lăn của trái bóng đã khiến nhiều sinh viên lao đao rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì phải vay mượn khắp nơi để có tiền trả cho nhà cái. Khi số tiền thua đến mức vượt tầm khả năng chi trả thì họ sẽ đủ cách để xoay tiền. Trước tiên là tài sản cá nhân của bản thân như là xe máy, laptop, đồng hồ. Thậm chí còn có người dùng cả tài sản của bạn bè đem ra cắm miễn là có tiền. Có đáng hay không khi tham gia cá độ, lao vào những cuộc sát phạt thâu đêm để rồi mất đi lòng tin, sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè và xã hội như bạn Nam trong tiểu phẩm vừa rồi. Tiểu phẩm vừa rồi cũng như là một lời cảnh báo gửi đến quý vị và các bạn. Hãy xem bóng đá bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết của một người hâm mộ chân chính. Đừng vì trò chơi cá độ mà làm mất đi tình yêu bóng đá và tự mình rơi xuống vũng lầy không thể thoát ra được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.